Xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý anh đang xem video. Vâng. Tiếp tục với chương trình bà ra xe lăng, thì hôm nay em có bàn giao một chiếc Nissan 1,5 tấn máy xăng sản xuất vào năm 2000, chạy bằng nhiên liệu xăng mà xe máy thường dùng các bác nhé. Xe lăng này hàng Nhật bãi, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ, xe thì đã sơn tỉa bảo dưỡng con này. Chiếc này thì em bán về Thuận Thành Bắc Ninh, ở ngay gần cái làng chanh mà họ làm giấy ạ. Các bác biết đến làng chanh Dân Gian Đông Hồ, rất là nổi tiếng, làm rất nhiều ngành giấy, thì họ cần đến một số lượng xe lăng rất là nhiều, tại vì hầu như là lân cận, những cái làng lân cận là nhà nào người ta cũng làm. Đấy, mỗi nhà thì cần một cái xe lăng như thế này. Đấy. Giá thành rất là rẻ thôi, vài chục triệu, các bác có nghe em Nissan 1,5 tấn rồi. Đấy, lăng rất là tiện, chi phí thì cũng rẻ. Đấy, phục vụ để lăng giấy rồi phụ sản xuất cho các bác. Lăng hàng rất là nhẹ luôn, chỉ vài tạ hoặc thậm chí nó lên đến 1 tấn hoặc 1,5 tấn thoải mái. Đấy. Dùng cho bác nào mà lăng rất là ít luôn, máy xăng này dùng cho bác nào mà lăng ít, thỉnh thoảng có hàng thì lăng thôi. Đấy. Thì các bác có thể dùng đến tham khảo thêm máy xăng. Đấy. Máy dầu thì dùng cho bác nào mà chạy nhiều khoảng 4-5-7 tiếng một ngày. Đấy. Thì nên dùng máy dầu. Nhưng ít thì có thể dùng máy xăng thoải mái. Đấy. Chiếc này thì chỉ có vài chục thôi. Xin chào toàn thể các bác anh, các quý anh đang xem video. Được. Tiếp tục với chương trình bàn giao xe lăng, thì hôm nay em có bàn giao một chiếc TCM MHD 25 2,5 tấn máy dầu số sàn, thắp lăng 4m. Xe này thì là nguyên bản từ gần cú lốc kép đến sơn zin toàn bộ luôn. Xe này thì em đã bảo dưỡng con này, tại 2 lốp sau đặt cái hàng lốp mới, lốp sau đặt mới, thắp 4m rất đẹp luôn, sơn tỉa bảo dưỡng, sơn hầu như là zin toàn bộ luôn, chỉ sơn cái phần mà gọi là chữ thừa hoặc lem nhem thôi, sẽ rất đẹp, gật gù nguyên bản. Đấy, gật gù của TCM là họ có hai cái ti này các bác nhớ, lại đỡ vướng tầm nhìn ở giữa này. Đấy, các bác làm vật động xây dựng mà các bác lưng hàng nhiều thì các bác có thể quan sát và tham khảo xem đi xe lưng. Đấy, nhưng mà cái độ đủ này nó sẽ không bằng xe cái gật gù một ti như kia. Đấy, lốp thì là thay bốn quả lốp hơi rất là to đẹp. Xe này thì em bán về thị trấn Đồi Ngô, Bắc Giang, giá thì rất là rẻ, giá thì khoảng loanh quanh khoảng 1,5-1,6 là có ngay em này rồi, rất là rẻ luôn. Hàng nhập Nhật, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ, hỗ trợ số hóa đơn cho khách hàng. Rồi. Ngoài chiếc này ra thì em còn sẵn rất nhiều xe trọng tải từ 1 tấn đến 4 tấn hoặc là các cái dòng vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng thì là em có xe rẻ nhất là tầm 120 triệu là có gần cú lốp kép 120 triệu nhé. Các bác nào có nhu cầu thì xin mời liên hệ trực tiếp với số điện thoại 037 987 7 số 5, em để bên dưới góc hình ấy. Đây là kho bãi bên đây. Sẵn 100 xe này. Làm ở mặt đường quốc lộ 17, khu Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bãi xe lớn nhất tỉnh Bắc Ninh nhé. Chuyên bán hàng xe lăng dầu xăng ga và có thể thêm xe điện nhé. Em vừa nhập thêm xe điện 2,5 tấn về, các bạn nào mà tham khảo thì có thể alo với em. Trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe.